trở lại với số bàn tay kỳ diệu. Và chị biết là các em rất là thích slam, nên số này chị sẽ làm một số thách thức với slam. Đó chính là chị sẽ làm slam mà không dùng ngón tay. Ui, thông minh quá, nhưng mà hơi đau tay. Dán logo thật là dễ thương của bàn tay kỳ diệu.